Chào các bạn nha, hôm nay mình nhấn chút thời gian để mình chia sẻ cho các bạn ráp bài hái hoa rừng cho Emboro tông la thứ. Các bạn nào thấp á, thì các bạn kẹp cao nha, kẹp lên nha, kẹp lên từng ngăn ha, la thăng si đô gì đó để các bạn chơi nha. Mình chia sẻ ráp cho chế một cái tông gọi là tiêu chuẩn. Hôm nay mình dùng cái cây đàn là gỗ hồng đào, cây này là 2,5 triệu để mình chia sẻ cho các bạn bài hái hoa rừng cho cabo này. Ở đây là tiệm mình có bán luôn nha. Lợi rẻ thì 50, loại ok hơn xíu thì nó là 100 ngàn. Bài này sẽ là hai tông nha các bạn, ba phiên khúc là nó là thứ, còn điệp khúc thì nó sẽ là trưởng. Nhìn nó dài vậy đó, học âm thì nó cũng không có gì gọi là ghê gớm hết. Mình chia sẻ với cái âm kinh nghiệm của mình, mình không có dùng học âm gì hết. Cái tay phải các bạn muốn đánh sẽ đánh nha, muốn quạt cũng được. Rồi mình sẽ đánh bài này là tròn khuôn, mình sẽ không có trẻ hợp âm gì hết. Còn bộ bài này mình sẽ không có hợp âm nào mình trẻ hết, để cho các bạn mới tập chơi các bạn có một cái góc nhìn, các bạn chơi được, các bạn gắp được là được rồi. Còn cái đĩa boro á, cái tay phải á, các bạn muốn đánh sao cũng được, muốn đánh chậm cũng được, hay là muốn quạt thì gì đó tùy. Cái đó là không cần, mỗi người có một cái sở thích riêng của mình. Em đeo kiến vô mình lấy lời nha, vô bài. Tay mình nói ta yêu nhau còn
Thôi thì mình chia sẻ vậy thôi. Thì các bạn nào mới tập chơi rạp âm nó quá đơn giản luôn, không trẻ không gì hết. Mong rằng cái clip này các bạn sẽ ráp và chơi được giống như mình nha các bạn. Cảm ơn các bạn nha, mình chào các bạn.